có một sự thật rằng bạn hoàn toàn có thể bán hàng trên Facebook mà không cần phải viết bài liên quan đến sản phẩm. Đây là điều mà nhiều người cứ tưởng như là nói đùa đúng không? Hoang tưởng à? Thực tế rất là nhiều người trở thành khách hàng mua sách của Hàn Quang Dự mà có phải là đến từ cái bài đăng mà mình đăng về sách đâu. Rất nhiều trò của Thị Dự cũng thế thôi. Họ bán được những sản phẩm liên quan đến mỹ phẩm, liên quan đến thực phẩm chức năng, có phải là đến từ những bài mà khách hàng kia họ tương tác vào những bài nói về thực phẩm chức năng, về sản phẩm đấy đâu, đúng không ạ? Thì ở đây có một cái bí mật là như này: chúng ta hoàn toàn có thể biến được mọi comment trên cái Facebook của mình, trên bài đăng Facebook của mình trở thành khách hàng thông qua việc gì ạ? Thông qua việc chúng ta inbox với họ. Nhưng trước khi inbox với họ như vậy, trước khi cái bài đăng đấy có thể trở thành cái bài mà kiếm khách hàng cho chúng ta, thì trước đó chúng ta đã có rất nhiều các bài đăng trước đó liên quan đến cuộc sống rồi, liên quan đến sản phẩm rồi, liên quan đến khách hàng mà mình chăm sóc rồi, đúng không ạ? Thì đến một ngày đẹp trời gì ạ? Một buổi sáng chúng ta chỉ cần đăng lên là gì ạ? Thức dậy sớm. Ai thức dậy sớm cùng mình không nhỉ? Hôm nay 5 giờ mình đã dậy rồi. Các bạn thì comment giờ mà bạn thức giấc vào nhé. Ví dụ kiểu như vậy. Đó thì có rất nhiều người sẽ comment vào tớ thức giấc 5:30. Có người thì comment uầy, thả thức dậy sớm thế. Đấy, sẽ có những người comment như vậy. Và việc của bạn là gì ạ? Biến những cái comment như vậy, rõ ràng là từ một cái bài chỉ là buổi thức dậy sáng của mình thôi, bài đấy không hề viết gì sản phẩm, thì phải biến những cái comment đấy trở thành người mua một sản phẩm nào đó của mình cơ. Bạn thấy có còn hoang tưởng không? Có còn khó nữa không? Dễ mà. Bước số 1 là mình ấn vào nút like cái bình luận của họ trên cái bài đăng của mình ấy. Ấn like để thể hiện rằng là mình đã nhìn thấy cái bình luận của họ rồi. Xong mình comment câu gì đó để cảm ơn hoặc là để trả lời cái bình luận đấy của họ. Đơn giản như vậy thôi. Rồi mình sang trang cá nhân của họ, mình ấn like vào 3 đến 5 bài gần nhất của họ. Rồi mình cũng comment vào cái bài mới nhất của họ. Và nhớ comment dưới câu hỏi đuôi ấy. Comment dưới dạng câu hỏi đuôi. Lan dạo này xinh thế, bức ảnh này nhìn như là chụp ở Sapa ấy nhỉ. Ví dụ kiểu vậy. Comment bài mới nhất đây. Tâm lý của cái người mà đăng bài, dù người đấy bán hàng online hay không, thì đều hóng comment cả. Yên tâm đi, chắc chắn luôn đấy. Nên là kiểu gì người ta cũng sẽ có tương tác lại với bạn. Tiếp nữa là bạn sẽ inbox họ. Inbox để làm gì? Inbox để cảm ơn họ là đã comment vào cái bài đăng buổi sáng của mình. Cảm ơn Lan nhé, cảm ơn cậu đã comment vào bài đăng buổi sáng của mình. Được không? Rồi, xong bạn hoàn toàn có thể hỏi họ về cái sản phẩm tương tự mà họ sử dụng. Ví dụ như Lan ơi, tớ hỏi này, cậu bây giờ đang dùng loại kem chống nắng gì đấy? Hoặc là cậu đang dùng, dạo này có đang dùng loại bột rau gì không? Hoặc loại thức uống gì tốt cho ruột, cho gan gì đó hay không? Đấy, khi người ta bảo không. Đấy, hoặc nếu người ta bảo có thì mình hỏi là gì ạ? Ô, tuyệt thật. Đấy, loại lấy dùng lâu chưa, có kết quả tốt không Lan ơi? Ví dụ kiểu như vậy. Còn nếu họ bảo chưa, dù họ bảo chưa hay họ bảo có, thì việc của mình vẫn bảo rằng là gì ạ? Đợi tớ xíu, tớ bảo cái này. Đấy, mình comment thế thôi. Mình chat thế thôi. Đợi tớ xíu, tớ bảo cái này. Sau đó thì mình không chat nữa, mà mình bắt đầu vào cái trình quay video của mình. Mình nói gì ạ? Lan ơi, đây này, tớ gần đây đang có sản phẩm này hay cực, hoặc là có loại bột rau này hay cực, hoặc là có kem chống nắng này hay cực. Tớ dùng nó và mê luôn. Nó có SPF như thế nào, nó có như nào. Đấy, dùng ngay lần đầu tiên là cảm thấy thích vô cùng. Mà tính ra giá xứng đáng đồng tiền bán gạo cực luôn. Hoặc là giá tính ra rẻ hơn cả bình thường cậu ạ. Đấy, cậu dùng đi, chúng mình trải nghiệm cùng dùng nhé. Ví dụ kiểu như vậy, mình gửi cho họ. Mình gửi cái video ngắn trong khoảng tầm 30 giây đến tối đa là 60 giây đấy cho họ. Thì họ vừa nghe được mình, nhìn thấy khuôn mặt của mình, vừa được nghe thấy tên của họ được nhắc trong video của mình. Đấy, vừa nhìn thấy sản phẩm nữa. Hoặc thậm chí bạn có cái chân quay để như này và bạn dạ, xoa vào cho người ta nhìn nữa. Đâu, mình gửi cho họ, đừng nói giá gì hết. Và khi người ta hỏi là, người ta chat lại là hỏi giá bao nhiêu. Đấy, hoặc là cái gì đó, nói cái gì đó mà thể hiện là việc muốn tìm hiểu thêm thông tin. Thì sao ạ? Mình hoàn toàn có thể là nhấc máy gọi cho họ, hoặc là gọi video của họ, hoặc là gọi điện thoại qua gì ạ, qua Messenger để cho họ. Thì lúc đấy tỷ lệ chốt sale sẽ cực kỳ cao. Còn trong trường hợp mà họ bảo là ừ tôi biết rồi, hoặc là tôi có rồi, hoặc cái gì đó mang tính chất là theo kiểu là khách sáo rồi, hoặc là từ chối ấy, thì mình nói là gì ạ? Là nếu biết ai cũng đang cần loại kem chống nắng, hoặc là biết ai cũng đang gặp vấn đề như này thì kết nối dùm tớ với nha, tớ cảm ơn cậu nhiều. Đấy, họ có thể là từ chối bây giờ, nhưng đó là lời từ chối của hiện tại, chứ không phải là từ chối trong tất cả các hoàn cảnh trong tương lai đâu. Một ngày đẹp trời họ sẽ là khách hàng, hoặc họ giới thiệu khách hàng cho bạn đấy. Đấy, thì đấy là cái cách mà gì ạ? Là mình có được khách hàng mà không cần phải đến từ cái comment vào cái bài mình đăng sản phẩm các bạn ạ. Nên hàng ngày những bài đăng của mình liên quan đến cuộc sống rất là quan trọng.
Bên cạnh những bài đăng về sản phẩm, về khách hàng thì mỗi ngày cần phải một bài đăng liên quan đến cuộc sống các bạn nhé. Đừng bao giờ quên điều đấy. Nếu bạn cũng đã từng bán được hàng thông qua việc tương tác với những người mà người ta comment vào bài đăng không liên quan đến sản phẩm của mình thì thử điểm danh ở đây xem ai đã làm thành công cách này rồi. Ai đã làm thành công cách này rồi nhỉ? 6 giờ sáng mai chúng ta lại gặp nhau với những cái hay ho tiếp theo liên quan đến bán hàng trên Facebook các bạn nhé.